Trận hòa trước Tottenham cuối tuần qua khiến Liverpool đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch với Man City. Hiện tại khoảng cách giữa hai đội đang là 3 điểm và cả hai chỉ còn 3 trận đấu để khép lại mùa giải. Trở lại với trận đá bù vòng 33, Liverpool không được phép lặp lại sai lầm và 3 điểm là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành bằng mọi giá. Trước khi mơ về việc Man xanh sẩy chân, Liverpool cần làm tốt nhiệm vụ của mình là toàn thắng các trận đấu còn lại. Đội chủ nhà đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và đang có sự sa sút về phong độ. Họ đã sớm không còn quá nhiều mục tiêu ở mùa giải năm nay khi đã chắc suất trụ hạng mùa giải tới. Đội chủ sân Villa Park vẫn còn 4 trận đấu mang tính chất thủ tục nữa và cuộc đối đầu với Liverpool tới đây là một trong số đó. Trước một đối thủ mạnh hơn hẳn về mọi mặt thì dù có được chơi trên sân nhà nhưng quá khó để thầy trò Steven Gerrard nghĩ đến việc giành điểm. Ngoại trừ Ramsey, người đã ghi 6 bàn mùa này thì Aston Villa không có quá nhiều sự vắng mặt đáng lo ngại. Người cũ của Liverpool là Coutinho đã trở lại trên băng ghế dự bị ở trận thắng Burnley. Trong khi đó một cựu binh khác của Lữ đoàn đỏ là Danny Ings vẫn sẽ là mũi nhọn tấn công của Villa và các hậu vệ của The Kop cần phải lưu tâm. Bên phía Liverpool, Firmino đã quay trở lại tập luyện trước trận gặp Tottenham và nhiều khả năng có thể đăng ký một suất dự bị trong trận đấu tới. Ngoài ra, các học trò của huấn luyện viên Klopp đều đang có phong độ tốt. Liverpool đã 4 lần đánh bại Aston Villa trong 5 lần đối đầu gần nhất, nhưng đội chủ nhà cũng có một chiến thắng ấn tượng 7-2 trước Lữ đoàn đỏ ở trận lượt đi mùa giải trước. Về phong độ, Villa có 2 trận thắng, 2 thua và 1 hòa trong 5 lượt đấu vừa qua, còn Liverpool vẫn sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng kể từ sau trận thua Inter ở lượt về tứ kết cúp C1. Ở trận này, Liverpool chấp Aston Villa 1/4. Đến làm khách trên sân của Aston Villa lần này sẽ không phải thử thách quá lớn dành cho Lữ đoàn đỏ. Với thực lực vượt trội cùng dàn đội hình có chất lượng hơn, đội bóng của huấn luyện viên Klopp được dự đoán là sẽ chủ động chơi tốt và mang về chiến thắng trước đội chủ nhà với cách biệt ít nhất là 2 bàn. Ở trận này, tỷ lệ tài xỉu là 3 hòa. Cuối tuần này thì Liverpool sẽ có cuộc đại chiến với Chelsea tại chung kết FA Cup, nhưng nhiều khả năng huấn luyện viên Klopp sẽ vẫn tung ra những hào thủ để giành chọn 3 điểm quý giá. Trận đấu vẫn có khả năng nổ ra nhiều bàn thắng và có thể lựa chọn tài với tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Dự đoán của thể thao văn hóa, Aston Villa thua Liverpool 1-3.